Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Bất Thầy Ẩn Danh. Chương trình được Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã đi cùng nhau hơn nửa chặng đường của chương trình Bất Thầy Ẩn Danh, đã cùng nhau gặp gỡ những khách mời rất thú vị. Đến với Bất Thầy Ẩn Danh, người chơi không chỉ tham gia vào những trò chơi thể lực mà còn đòi hỏi sự nhanh nhạy trong suy luận và phán đoán. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những phần thi rất thú vị trong những số phát sóng vừa qua. Đừng đi đâu nha, chương trình sẽ trở lại trong ít phút nữa. Chào mừng các bạn đang quay trở lại với Bất Thầy Ẩn Danh. Ngay bây giờ hãy đến với phần thi đầu tiên, đó là thử thách cá nhân. Đây là thử thách để tìm ra những đội trưởng xuất sắc dẫn dắt các thành viên truy tìm người ẩn danh. Những đội trưởng cũng là những người được ưu tiên có hai quyền bình chọn ở vòng bình chọn người ẩn danh. Hãy cùng gợi nhớ lại những phần thi cá nhân đặc sắc của các khách mời. Này cũng không làm khó những người chơi rất là tài tình và khéo léo đâu. Và đây là đồ đập ruồi. Thế nhưng ngày hôm nay chúng ta dùng đồ đập ruồi để nâng bóng. Và khi xuất hiện thì những cặp đôi nào đi cùng với nhau thì chúng ta sẽ thi chung với nhau luôn. Coi như là nếu như trở thành đội trưởng thì trở thành đội trưởng cả hai người luôn. Rồi. Chúng ta sẽ có 4 lượt chơi, tuần tự như vậy từ vạch xuất phát. Mỗi người cầm một cái đồ đập ruồi ở đây. Sau đó chúng ta tâng bóng, tâng trái banh bay lên trời được. Dạ. Tâng qua, tâng lại, tâng qua, tâng lại, tâng qua. Rồi, rồi thì... ai cũng hiểu rồi, ai hiểu rồi. Hiểu rồi. Ai hiểu rồi. Okay, okay. Chưa? Chưa? Hiểu rồi, chơi đi, được rồi. Hiểu rồi. Chơi lắm rồi. Trời ơi, cái MC nói nhiều quá. Nói quá trời nói thiệt, không cho ai làm cái gì quá rồi. Bây giờ, mỗi cặp sẽ có 2 phút. Rồi, chuẩn bị cho con chơi. Chơi. Cho mà nghe thì MC người ta nói chuyện từ từ tốn tốn để từ từ ta bình tĩnh ta chơi rồi đó hối hả hấp tấp chơi rồi té lên té xuống rồi cái bong bóng ở đâu chịu nghe lời con cái trái nó vô rồi ai dễ dàng ra lại ta là công chúa ta phải nhẹ nhàng anh là hoàng tử phải nâng niu chứ đâu mà đánh thẳng cái bóng vô mặt bá ha rồi đánh bá nữa túm gọn lại với cái sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ chà lết trên sàn này để có được 2 quả bóng chúc mừng. Và đây là một sân khấu
Cứ tạm tưởng tượng là một chiếc giường ngủ rất là êm ái với 7 chiếc gối thôi. Luật chơi có một cái vạch quy định của chương trình. Để những người chơi sẽ di chuyển ở bên ngoài, sau khi nhạc tắt thì chúng ta sẽ phải vào trong chiếc vòng này và chọn cho mình một cái gối, ngồi lên trên đó thật là êm ái thoải mái. Cứ tuần tự như vậy, chúng ta sẽ rút đi một cái gối, một cái gối, một cái gối. Và còn lại hai cái gối cuối cùng là hai đội trưởng với hai quyền lợi. Đó chính là: thứ nhất, mình là đội trưởng, mình được quyền lựa chọn những thành viên trong đội của mình. Và quyền thứ hai là các bạn sẽ được gấp đôi số lượng bình chọn cho nhân vật mà các bạn nghĩ là bậc thầy ẩn danh ở phần cuối của chương trình. Âm nhạc lên là mình sẽ nhảy xung quanh vòng tròn. Mình chỉ được dùng mông để chạm vào cái gối thôi. Ví dụ, vô 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 vô. Rồi, vậy là không kịp rồi. Vậy thôi à. Nào, đi vòng vòng cho. Trời, tôi đứng gần quá nhất á. Múa, múa theo nhạc. Hey, hey. Trời ơi, đúng rồi. Quay lên, quay lên. Ngưng chưa? Chưa biết, nhảy đi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Khoan. Em ơi, lên đây. Em ơi, nhớ Nguyên Trường. Tôi thấy là Tuyền Mập ổn định nè. Được, anh Gia Bảo ổn định, anh Tuyền ổn định, Kim ổn định, Nhu, Trang cũng vậy. Nhưng hai nhân vật này có lại sao vậy? Nhưng mà không qua nó ổn định rồi. Đúng. Đúng rồi. Lên gọn anh rồi. Anh bảo nè, chỗ này, máy quay, zoom luôn. Dạ, đây, bờ mông vững dãi của những... Ngọc Hoa đã ngồi được trên cái ghế này rồi. Tặng thanh vì loại đầu tiên, đúng rồi. Qua, 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 chúc mừng em. Những lúc này mới thấy số ký quan trọng rồi. Bởi vậy hả? Tưởng đâu cái này nhẹ nhẹ thắng ai về. Trời ơi. Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim. Âm nhạc lên. Cho nó điệu. Nữa. Mà tiền á, bà đi chứ con gấu hả? Không, đi gần, bà đi dặn với bà. Bà giống con gấu mà. Ủa, né qua này ra đi nguy hiểm quá à. Múa lên chú mày. Đừng đi gọi. Phải là cái mông đặt lên. Mọi người né ra, né ra. Mọi người thân mến, trong cái hẻm này có một cô bé bán diêm. Quẹt hết một hộp cũng không được cái gối nữa. Thôi vậy đi về. Ông Gia Bảo mập mập bỗng lẹ giả mang thôi nha. Cũng lẹ lắm. Lúc nào cũng vào đầu tiên á. Âm nhạc bắt đầu. Ngồi cái trời. Trời cao con. Diễn theo, diễn theo, diễn theo. Con có thâu. Diễn diễn quên ngồi nè. Lên. Cái bài này. Ê, cái bài này. Dạ. Ủa, dạ. 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 Ôi, cái bài này không nghe được luôn á. Rồi, chưa? Chưa? Chưa luôn hả? Ủa, tắt nhạc rồi, tắt nhạc rồi. Tắt nhạc rồi, tắt nhạc rồi. Tắt rồi kìa. Bài hát thì anh nghe em quá. Chúng ta chỉ còn là 5 người này thôi. Bây giờ âm nhạc tiếp tục lên nè. Đúng rồi, múa nào. Hey. À, kéo vào tiền đã được. Bà tiền thua rồi. Em hết hồn. Quý vị không ơi. Quay lại đi. Tặng gói, tặng gói. Em lấy bác đi. Tặng gói thôi, giữ đôi tay, đôi tay, đôi tay. Cái trò chơi này mới thấy là những pha té của Tuyền là có 1-0-2. Thật sự luôn, thương cái sàn như sợ. Như chiếc mít rụng hả? Còn lại ba cái gói thôi à. Âm nhạc tiếp tục. Trời ơi. Nhanh đi qua ơi. Nhảy đi mọi người ơi. Trời dài không làm. Kính thưa quý vị, chúng ta chỉ còn một lượt chơi cuối cùng nữa mà thôi. Và để xem ai sẽ là đội trưởng. Âm nhạc lẹ lắm. Lên. Ngồi lên, hay quá. Hôm qua nó lẹ lắm. Rồi, chơi thiệt chứ. Lẹ lắm. Trời ơi. Thương em.
Nãy giờ không có ai dặn Kim, em sợ luôn Kim. Em sợ luôn đúng không? Trời ơi, cái gì mà dạ, cái khó cho con hả? Chắc. Mà công nhận luôn á, quá lẹ, dễ sợ lẹ. Giờ chúng ta là có hai đội trưởng. Một tràng hấu tay cho Quách đầu tiên và Ngọc Hoa. Trên sân khấu của chúng ta, mỗi người đã cầm một bó đũa bằng tre. Giơ lên nào. Chúng ta sẽ có hai người chơi thi đấu đối kháng, mỗi người một bên và xuất phát ở đây. Đây là trò chơi mang tên Đời Mời Quyến Rũ. Đời Mời Quyến Rũ. Đúng rồi. Quyến rũ nổi không? Quyến rũ hay không phụ thuộc vào những đôi môi của các bạn. Có những người không có môi trên không chơi được trò này. Thiệt sự. Sau khi mà chúng ta giữ thăng bằng ở trên môi trên của mình, các bạn sẽ phải di chuyển qua bên đây, cúi người thấp xuống nha. Trời ơi, trời ơi, được cái que này vẫn còn thăng bằng, các bạn sẽ phải làm sao cho thanh này rơi vào trong lọ thủy tinh của chương trình. Đây, ví dụ nha. Hay quá anh Sủ. Wow. Trời ơi. Wow. Đó, nhiệm vụ của mỗi người làm sao đưa được những cái que đũa này vào trong 6 cái lọ của chương trình ở đây trong thời gian sớm nhất thì các bạn sẽ có cơ hội chiến thắng, trở thành đội trưởng của chương trình. Nhưng không phải đơn giản mà đi được. Cho nên trong quá trình di chuyển, nếu như các bạn làm rơi xuống đất, các bạn sẽ quay trở về vị trí xuất phát để tiếp tục. Bây giờ mình sẽ chơi theo số đi. Ai số 1? Nicky. Ai số 2? Hồi nãy ai số 2? Rồi, mời Nicky và Jay. Mời hai bạn. Các bạn sẽ phải làm sao xiên được 6 cái que này vào trong 6 lọ thủy tinh thì các bạn sẽ hoàn thành nha. Cố gắng lên. Lượt chơi đầu tiên của chúng ta đến từ hai chàng trai trong nhóm Monster, Nicky và Jay. 3, 2, 1. Thời gian bắt đầu. Cố lên Nicky. Hay quá, hay quá, hay quá, Nicky ơi. Vô, vô, vô. Quan trọng lắm. Rồi, rồi, từ từ thôi, từ từ. Trời ơi, Jay. Cứ tiếp tục đi em. Trời ơi, cái gì mà chặt dữ vậy? Ui, ui, hay quá, quá hay ơi. Gì đó, hay dữ vậy trời. Trời ơi, hai đứa này cái môi sao nó dày dữ vậy ta? Nó kỳ lẹ, nó kỳ lẹ. Trời ơi, mà chạy kìa. Ồ, môi dày có lợi ghê luôn. Môi dày như đấy, môi dày mũi tơ. Ba rồi. Kiểu này chắc Nicky làm đội trưởng. Các bạn đang sử dụng 37 giây. Chết rồi, khách tình rồi. Giỏi, xuất sắc. Hiện nay thời gian là 50 giây. Có vẻ như là chàng trai Jay của chúng ta Nicky đang lấy lợi thế. Nicky. Vô, 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 vô. 1, thời gian dừng. Dừng. Số lượng giây của Nicky là 1 phút 6 giây. Và số lượng giây của Jay là 1 phút 9 giây. Wow. Chung đội ha, chúng ta xuất sắc cũng như nhau. Vậy tạm thời hai nhân vật này đang là đội trưởng với cục bóc cam go đấy. Cho các bạn 1 phút 6 và 1 phút 9 giây. Rồi, xin mời lượt chơi thứ hai, số 3, số 4 nào ạ. Xin mời hai cô gái về vị trí của mình nha. Rồi, chuẩn bị nha. Thời gian 3, 2, 1, lên. Trời, trời, trời. Ghê, ghê, ghê. Wow. Tới luôn Kim Cương. Từ 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 ơi, từ từ ơi. Từ từ ơi, từ từ ơi. Trời ơi. Sát vô, sát vô, sát vô. Cố lên. Em dùng cái bờ môi của em nha. Dùng bờ môi. Ô, oh, lại, lại, lại. Không nghĩ thấy. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, đưa thả ra, thả ra. Đi chạy về, đi, về đi. Về đi chị, về đi, về đi. Còn 25 giây. Lấy cái chai lên hứng cái cây vô luôn anh. Ý, trời. Gớt thôi. Lại luôn, lại cái que đi luôn. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bây giờ. Ok. Không, nhưng mà không phải ai làm cũng làm được điều này. Đúng rồi, không phải ai vô. Cũng làm được điều này giống như Lý Kim Cương. Nó có một chút xíu rồi. Nó tiếp giáp một chút xíu thôi mà nó không rơi ra bên ngoài luôn, thấy ghê không? Lưu ý. Ghê lắm em. Nhưng cái này không tính nha. Phải để cho nó vào trong như thế này mới tính. Nó cũng lượt vô luôn mà. Số 5, số 6 xin mời. Lượt chơi tiếp theo 8 triệu dân và Kim Anh. 1, 2, 3, lên. Ê, đụng, đụng. Trời, xem xíu đụng. Wow, wow. Nguy hiểm. Wow, wow. Chị Kim Anh. Kim Anh siêu quá. Rồi, cố lên. Chạy, chạy lẹ lẹ Kim Anh. Cố lên, cố lên. Siêu quá. Đúng rồi Kim Anh ơi. Xuất sắc Kim Anh ơi. Cố lên. Đúng rồi. Wow. Chứ cái mặt em nó ghê lắm. Ôi ôi. Siêu quá. Cố lên. Kim Anh.
Cố lên, cố lên. Sao? Trời ơi. Con con. Ăn gian quá. Bây giờ thời gian dành cho các bạn sẽ được tính sau cú đếm 3, 2, 1 lên. Trời ơi em quấy dâu rồi kìa, sập sàn sập sàn rồi. Đúng được, rồi được, được, được. Hay quá Quý ơi, hay quá Quý ơi, rồi rồi vô 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 đẩy vào, đẩy vào. Đúng rồi, lẹ lẹ lẹ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Quý ơi tuyệt vời, tuyệt vời. 10 giây. Rồi rồi, mắc cổ quá rồi. Kìa, mày nói một cái nữa. 3 giây, 3 giây, 2, 1. Hết giờ. Chơi, trời chơi, trời chơi trời thêm nữa. Cho em cơ hội chơi xong cái lượt này. Chơi, không có cười. Mắc cười quá à. Anh hỏi nè. Chắc cười quá à. Ai làm gì mắc cười? Không biết nữa. Thấy người ta chơi không? Đàn ông con trai người ta chơi nè. Được 5 cái luôn. Nhưng mà em tức. Tại sao tức? Em thấy cái lỗ mình tức. Mình chơi chưa được lắm thôi nha. Chứ mình cũng rất giỏi rồi. 5 cái que. Chúc mừng. Đây là hai đội trưởng của chúng ta với số lượng thời gian 1 phút 6 giây, 1 phút 9 giây. Hai tụi em bây giờ là được quyền quyết định lựa chọn thành viên về cho đội của mình để chúng ta tham gia thi đấu đối kháng với đội bạn để lấy được những gợi ý đắt giá của chương trình. Em chọn anh Quý Ngắn. Quý Ngắn? Ui, mình đang định chọn. Yeah, đáng định chọn. Em định chọn anh nhưng mà anh chơi anh cười nhiều quá. Không. Rồi, xin được kịp về đây. Em sẽ chọn Oanh Kiều. Oanh Kiều. Tại vì là em thấy chị ý có nét của bậc thầy ẩn danh. Chị kim cương không? Em đi. Kim được không? Nào, thế là người không, không hài lòng lắm nhé. Rồi. Em. Đi, mình đi. Mình đi. Đó, phải đã lên tiếng vậy. Đứng đây, hai đội chơi của chúng ta cũng đã có được những thành viên cho riêng mình rồi. Và chúc cho hai đội sẽ có những cái pha thách đố thật là ngoạn mục ngày hôm nay nhé. Đến với Bậc Thầy Ẩn Danh không chỉ có những trò chơi mà còn có những câu hỏi để thử thách kiến thức cũng như sự suy luận của 8 khách mời. Hãy cùng xem lại hình ảnh các đội chơi đã thi đấu hết mình thế nào sau ít phút quảng cáo. Quý vị và các bạn đang trở lại với Bậc Thầy Ẩn Danh. Ngay bây giờ hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc trong phần chơi Người Thông Thái, nơi những người chơi đã bộc lộ kiến thức và sự đoàn kết của mình thế nào thông qua việc cùng nhau trả lời các câu hỏi. Sau thử thách sẽ là gợi ý dành cho đội chiến thắng, nên tất nhiên thành viên nào cũng ra sức giúp cho đội của mình. Trải qua 8 câu hỏi, đội nào mang về nhiều điểm số đúng hơn thì đội đó sẽ có cơ hội nhận được một gợi ý của chương trình bằng cách là trả lời trong đội của mình. Nếu như mà các bạn tin tưởng thì các bạn trả lời giống nhau, may nó đúng thì mình sẽ được đúng hết. Còn nếu như mà lỡ nó sai thì mình sai đều. Nhưng hãy tin vào bản thân mình. Mình biết câu này mình giỏi, cứ ghi đáp án đó một cách cá nhân. Và bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên dành cho hai đội chơi. Bàn cờ vua có bao nhiêu ô vuông trắng và đen? 10 giây bắt đầu. Anh Ti, anh Ti. Đi hỏi anh Ti. Biết không? Anh đi chơi nhưng mà anh không biết là có bao nhiêu. Chúng ta còn 5 giây. 5. 6. Em bán đại. 144. Đại. 144. 26. Bao nhiêu ô vậy? 36. Mr. T, 64, 121. Ôi trắng 26, đen 26, tổng cộng là 52. Hơi nhiều. 22 trắng 22, đen là 44. Vâng, đáp án chính xác của chương trình chỉ có một mà thôi. Xin được chúc mừng cho một người trả lời đúng. Mr. T, 64. Trời ơi, Ti ơi, Ti
nó còn không nghĩ là nó đúng. Mr. T, vì sao lại là 64? Thật ra là lúc đó em cũng không quá là chắc chắn, nhưng mà trong lúc thời gian mà để suy nghĩ thì em đã điền các con quân ở trong đó ra và em nhân lên thôi. Anh không chỉ em, anh không chỉ tụi đội mình. Nè. Mà xong. Sao lúc đó không hỏi? Có hỏi anh mà không nói anh. Người ta không biết chứ bộ, người ta trả lời đại, người ta đúng đó. Câu hỏi số 2 như sau, mọi người hãy nghe thật kỹ nhé. Để nguyên là một loài hoa, bỏ đuôi là một loài động vật, bỏ đầu là một nước, bỏ đầu, bỏ đuôi là một loại bánh. Đó là chữ gì? Khó, cho nên chúng ta sẽ có 20 giây để trả lời. Để nguyên là một loài hoa, bỏ đuôi là một loài động vật, bỏ đầu là một đất nước, bỏ đầu, bỏ đuôi là một loại bánh. Đó là chữ gì? Được rồi nhá. Hay. Rất thông minh. Hết giờ. 3, 2, 1. Hết giờ. Bỏ trắng nè, tulip. Trắng bảng. Ok. Hoa tulip bây giờ là để nguyên là một loài hoa tulip, đúng rồi. Bỏ đuôi là một loài động vật. Tu lý. Nước ý. Quá luôn giùm em đi. Nó không có lý một chút nào. Và bây giờ Minh Sù đã thấy được đáp án bên này rất là chính xác rồi. Để xem có đồng lòng hay không nhá. 1, 2, 3, xoay. Đúng. Đó là hoa cúc. Để nguyên là một loài hoa là hoa cúc. Đó. Bỏ đầu là một đất nước, đúng không? Bây giờ mình bỏ đuôi là một loài chim, đúng không? Bỏ đầu, bỏ đuôi là một loại bánh, bánh ú. Yeah. Chúc mừng đội không thiết khiếu khóc đã có 4 điểm rồi. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 3 dành cho hai đội chơi. Theo truyện cổ tích dân gian, chú Cuội và chị Hằng gặp nhau trong hoàn cảnh nào? 15 chị giây Yến bắt ơi, đầu. Câu này của chị đấy. Anh không biết. Chú Cuội và chị Hằng gặp nhau trong hoàn cảnh cơ mà, đâu phải trong hoàn cảnh nào? Chị 5 ơi, đúng không? 50 mà chắc vậy. Đúng không chị Yến? 3. Một người có đáp án khác đi. An toàn. Không nhớ đâu. Một lần nữa tôi lại thấy đáp án của mình này rồi. Và có vẻ như là cũng rất là chính xác đấy. Thế thì đội còn lại thân mến, không biết là đáp án của đội mình như thế nào. 1, 2, 3, sai. Sao mỗi đứa một kiểu chơi này chăng? Chú Cuội đi chơi trăng. Chú Cuội đi chơi trăng. Tình rằng là chú Cuội. Sai bét. Gặp nhau ở cảnh 1. Một là cảnh nào? Sai luôn. Chú Cuội đu theo cây rồi bay lên cùng trăng. Sai luôn. Rồi dạ, cây đa kìa. Chú Cuội gặp chị Hằng ở cây đa nha quý vị. Cảm ơn anh. Vâng. Thế mới nói là lỗ hổng kiến thức nó cũng khá rộng đấy. Chương trình này có những câu hỏi nó vui vui như vậy thôi, nhưng mà cũng giúp cho mình bổ sung lại một phần ký ức hồi xưa của mình. Câu hỏi của chương trình: theo truyện cổ tích dân gian, chú Cuội và chị Hằng gặp nhau trong hoàn cảnh nào? Đáp án 1, 2, 3, lên! Đáp án là không gặp nhau, chính xác! Yeah! Bá Kiến đã mặc cả và mua cậu vàng với giá bao nhiêu đồng? 20 giây, bắt đầu! Dạ, Bá Kiến mua em nhiêu vậy? Cái gì vậy? Bá Kiến mua cậu vàng bao nhiêu nè, cậu vàng nè. Khoan nha, mình thảo luận nha, đúng không nha? Em nhớ là vậy á. Nói nghe nè, bao nhiêu cũng được. Chắc khoảng 5 đồng. Chắc khoảng 5 mấy đồng? Đồng? Bao nhiêu? 5! 3 đồng, 6 đồng hả? Không biết nha. Lại mua 100 đô hả? Dạ, 3 đồng 6. Tại sao lại là 3 đồng 6? Tại anh Lâm, anh nói với em là 3 đồng 6 hả? Tại sao nhắc người ta 3 đồng 6? Trời ơi, tôi vụ bên kia cho nó hư bài. Rồi tại sao 2 won? Tự nhiên đang giết tự nhớ 2 won cái 2 won. Tại sao công chúa lựa chọn là 100 đô? Bà lại chìm đi, bà bán khách nước ngoài Việt Kiều á, bà đô. Tại không có tiền lẻ. Tại vì bà kia, bà kia không thích xài tiền đô. Thời đó làm gì có tiền đô. Ha. Quên. Quên cái gì nữa, xe bét rồi. 3 đồng, tại sao lại là 3 đồng? Em viết bừa vì em không nhiều. Cảm ơn em. Rồi nguyên một nhóm bên này là trả lời là không mua. Rất giỏi, tại sao không mua? Em nhớ là bác Giảng còn ngồi đây mà. Bác Kiến mua là nó mất.
trong lúc như thế này thì em chấp nhận để đồng đội em đúng được 4 điểm. Em chấp nhận là... Vì sao? Em nhớ là trong chuyện của Nam Cao thì người mua cậu vàng là không phải là Bá Kiến. Ông là Lão Hạc bán cho một thương lái mua chó. Đúng rồi, đánh bả chó cho cậu vàng chết rồi mua. Nó bà nhiều quá qua đi. Chính xác là như vậy. Và đặc biệt hơn hết, Bá Kiến và cậu vàng thuộc hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bá Kiến là nhân vật nằm trong Chí Phèo, còn cậu vàng nằm trong Lão Hạc. Chúc mừng cho đội nhà mình. Tứ giác Long Xuyên nằm trên địa phận ba tỉnh nào của nước ta? Tứ giác Long Xuyên. Ông vàng ông giỏi lắm. Tứ giác Long Xuyên hả? Tứ giác Long Xuyên nằm trên địa phận ba tỉnh nào của nước ta? Nhiều quá vậy. Tứ Long giác Xuyên. Long Xuyên ở Tứ giác Long Xuyên. 5 giây. Có ghi khác không? Đứa nào ghi khác không? Hết giờ. Lần này thì thầy muốn xem tuần tự. Đúng rồi. Thầy muốn xem lớp có kỷ luật trả lời như thế nào. Dạ thưa thầy, nói về cái địa lý là con rành lắm. Mời. Đây, C. C. Cần Thơ, Vĩnh Long, Châu Đốc, Đồng Nai. Tại sao có Đồng Nai khúc cuối? Dạ đây là quê hương của con, sinh nơi con sinh ra. Cần Thơ là quê hương của mẹ, Vĩnh Long là của cha. Châu Đốc. Châu Đốc hôm qua mới xuống diễn thú hề. Mở Đồng Nai đi. Nè, bây giờ là Long Xuyên là nằm đến giữa nè. Đi xuống thẳng đây là tới Châu Đốc. Rồi trước khi qua phà là Cần Thơ. Chọn ba tỉnh này. Đáp án của bên mình là Long An số. Long An, Cần Thơ, Bến Tre. Cái gì mà là sao tôi thấy là Bến Tre nó thật là tréo ngoe. Em biết thêm, em biết thêm. Ừ, còn em đúng đáp án của mình là em nghĩ là đồng bằng sông Cửu Long. Long Xuyên. Không mà em nghĩ là tam giác thì chắc chắn là phải có Long Xuyên này nè. Xong rồi từ Long Xuyên em xuyên ra đồng bằng sông Cửu Long. Long. Mời các bạn dơ bảng. Hey, chúng tôi đồng lòng. Phà Cần Thơ, An Giang, đúng rồi. Đồng Tháp, Hậu Giang, An như Giang, trên, Đồng Tháp, hả? Hậu Giang, như trên. Như trên. Bên kia đoàn kết thật sự luôn. Ủa sao bên kia hay quá vậy? Cái đội bên này á là copy bài đều. Người ta đúng là được điểm nhiều vui chứ. Và đáp án chính xác của chương trình là Tứ Giác Long Xuyên là một vùng đất hình tứ giác thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long trên địa phận của ba tỉnh thành. Hai chấm An Giang. Yeah, yeah. Có An Giang. Em có đồng bằng sông Cửu Long. Cần Thơ. Cần Thơ đúng, đúng. Cần Thơ có nghĩa là đúng. Cần Thơ xuất sắc. Và Kiên Giang. Wow. Ê, em cũng có này Hậu Giang. Em có một cái, em có một cái. Theo bộ truyện 1001 đêm, nhân vật Alibaba làm nghề gì? Trời ơi, hay luôn. Ê, chị ơi. Chị ơi. Viết đi. Em nhớ là vậy nha. Bậy má ơi. Đúng không? Em có đi hả? Năm. Mẹ Aladdin. Thầy muốn Lâm trả lời cuối cùng. Dạ. Bởi vì cái này là câu hỏi trúng tủ. Dạ. Đúng chưa? Bây giờ thầy muốn hỏi tổ bên cánh trái. Mời các bạn. Đáp án là cướp. Thất nghiệp à? Không có người gì để làm à? Alibaba phải không? Đúng. 40 tên cướp đúng không? Chính xác. Thất nghiệp. Trộm vặt, ăn trộm thì nó cũng giống nhau. Đúng chưa? Hình như em đồng chuyện đúng rồi. Nãy chuyện Aladdin và cái đèn thần. Đúng rồi, đi ăn cắp bạc, đi ăn cắp bạc. Đúng rồi. Su, thằng này em nói đó. Đốn củi à? Đốn củi. Đốn củi. Đốn củi, đốn củi. Đốn hai lần củi là mình đánh củi. Đốn củi, đốn củi. Vì sao lại là đốn củi? Mời lớp phó kỷ luật chúng ta sẽ đứng lên. Diễn năm chủ xuất nha. Nói cho đàng hoàng nha. Thuyết trình lại cho thầy. Kể lại câu chuyện Alibaba và 40 tên cướp với cái nghề đốn củi. Rồi okay. Mời con. Minh quả luôn. Minh quả luôn. Ngày xưa ở trong một khu rừng nọ. Rồi sao nữa? Rồi trong có một bác xuất hiện củi. Lại xoay vô, xoay vô, lại xoay vô là 2, 3. Alibaba như dòng trăng sáng chiếu trên trần gian. Hey! Alibaba. Hôm nay Alibaba vô rừng đồn cuối chặt được 3 chân cây. Alibaba.
C. Hà Liệt là không có việc làm, vô rừng đốn củi. Nhớ lộn cây tre trăm đốt rồi. Lộn cây tre trăm đốt rồi. Diễn năm chục xuống mà đốn củi. Và đáp án chính xác của chương trình đó chính là theo bộ truyện Nghìn Lẻ Một Đêm, nhân vật Alibaba làm nghề đốn củi. Chúc mừng. Và bây giờ những câu hỏi của chúng tôi sẽ bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên sẽ liên quan tới ngày tháng năm. Câu hỏi như sau: trong một năm có bao nhiêu tháng có 31 ngày? 10 giây trả lời. Bao nhiêu tháng có 31 ngày? 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Xin mời các bạn. Nhưng chỉ bằng thân sinh 5 10 tháng. Trời ơi, đâu là 10 tháng dữ hả? Trong khi có 12 tháng một năm mà phải trả lời 10 tháng luôn. Ti ấy quá. Đây là 7 tháng, 5 tháng. Bên đây 7 tháng, 6 tháng, 7 tháng, 6 tháng. Và đáp án chính xác của chương trình đó chính là chúng ta sẽ có những tháng 31 ngày như sau: tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 12, tháng 10, tháng 10, 12 và tháng 12. Chính xác. Vậy là đáp án 7 tháng là đáp án hoàn toàn hợp lý. Đội Lũ Lượng có 1 điểm và đội Minh Mẫn có 2 điểm. Bị đội la nói là tại sao không chỉ mà không biết mình đúng hay không. Chúng ta có quyền copy bài trong đội của mình, nhưng mà phải thật sự là minh mẫn cá nhân nữa. Mình phải tự tin quyết đoán lên. Tôi không có tự tin nên tôi không dám số 7. Câu hỏi số 2 như sau: trong truyện tranh Doraemon, Doraemon sợ chuột, vậy Dorami sợ con gì? 10 giây bắt đầu. Nhớ nhớ. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhớ nhớ thôi, nhớ không nhớ. Phải thôi. Đâu. Tin đi đi, em cũng nhớ nhớ vậy đó. Năm. Nhớ nhớ thôi. 4. Đi đi, đi đi. Đúng rồi nè. 7. Hết thời gian. Mời giơ bảng ạ. Không sợ, không sợ, không sợ, không sợ gì? Không sợ. Bên đây là cái gì sợ con gái? Trang chỉ. Trang chỉ, trang ghi con dáng mà. Trời mẹ ơi. Trời ơi. Chứ không sợ á. Ủa chị ghi chữ dáng con gái. Thấy con gái. Thôi được rồi, nó cũng có chữ G, chữ Y, chữ A. Sợ con dáng và bên đây là sợ con dáng luôn. Em sai rồi Tuyền ơi, kỳ này em sai. Cho Minh Xù hỏi. Ai phát động sợ con gián ở bên này? Bả sợ rồi, bả ra bả ấy cho Doremi luôn á. Tuyền mập đúng chưa? Bên đây ai phát động phong trào không sợ con gì hết? Tôi. Đáp án chính xác của chương trình đó là anh Gia Bảo. Đáp án chưa nói hết. Đáp án của anh Gia Bảo là đáp án sai nha quý vị. Con gái là sai luôn rồi đó, trật lớn, cái này là trật lớn. Chỉ còn lại con gián hay là đúng hay không thôi. Con gián là một đáp án đúng, là được 3 điểm luôn, hay ghê vậy đó. Trời ơi, được luôn thiệt á hả? Nhưng nó đúng, chúc mừng. Sắp tác vinh quang gì cho đội tôi rồi. Trời ơi, vậy mà nói mà là mình những người minh mẫn. Thôi đi, thôi thôi, dạng là cái đứa mà tuổi thơ bị đánh cắp. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 3 như sau: từ nào trong tiếng Việt có 3 chữ y dài? 10 giây bắt đầu. Đây là câu đố mẹo. Gì trời? Từ gì chơi? 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Mời đáp án dơ bảng. Không muốn dơ sợ kỳ. Cái vậy? Gì mà hi hi hi? Ý. Không nha, người ta hết hồn kêu ý ý. Con mình bả ơi ý ý rồi đó. Thôi bôi giùm nha. Kêu theo cái cách của tôi thôi. Ý ý ý. Ba chữ hi luôn. Tiếp đi. Tiếp đó. Mời em ạ. Để wow, từ bay vẽ luôn, máy bay luôn. Đáp án cổ của em nha. Mời đáp án dơ bảng. Đáp án chính xác đó chính là từ bay tách đôi ra là ba và chữ y là ba chữ y. À, đáp án của Huỳnh Nhu chính xác, chúc mừng. Câu hỏi số 4 như sau: tim cá sấu có bao nhiêu ngăn? 10 giây bắt đầu. Hồi xưa học mấy cái này cúp tiết nè, biết đâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vô. Đó, thấy chưa nè. Mọi người liên số. 5. Với cái kè đựng dài vậy đó, kè đựng dài. Gì?
không? Phải không? Ba đi. Không? 31 ngăn hả? Trời ơi, copy bà che với ông Tiên ra 34 ngăn. 34 ngăn là bộ đáp án tào lao. Rồi bên đây ba sửa lại 4 đúng chưa? Đúng rồi. Rồi một hồi hối hận cho coi. Không hối đâu, hận gì đâu biết. 4 ngăn, 4 ngăn, bên kia 4 ngăn, 2 ngăn, 4 ngăn, 3 ngăn. Đúng. À bên này. Cá sấu là loài động vật cao cấp nhất trong tất cả các loài bò sát, đẻ trứng. Cá sấu tim có 4 ngăn. Chúc mừng. Yeah. Trời ơi. Đầu khóm trúc, đuôi khúc rồng, sinh thì bạch, tử thì hồng, đố là con gì? Trời ơi, con gì lạ vậy? 15 giây, bắt đầu. Đầu gấu trúc. Đầu khóm trúc, khóm đuôi trúc thì khúc rồng, sinh thì bạch, tử thì hồng, đố là con gì? Đây trắng, chết đi. Tử là quỳ hồng. Đầu khóm trúc. Ok nhá. Đầu khóm trúc nha. Nghi lắm. Dạ bên đây xin mời các bạn dừng lại. Biết bừa, mỗi người biết một con. Ok, biết hết giờ rồi, hết giờ rồi. Không, 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 không được. Em biết rồi, em biết rồi, em biết rồi, em thề. Em biết rồi. Dở lên, 2, 3, dở. Dạ, tiền trắng. Tôm á em. Nam, trắng. Châu với lại Gen ghi là con tôm. Không tính, bởi vì là các bạn bị hết giờ rồi. Trời bên ơi. Đây là cá chép, cá chép, cá chép, cá chép. Tại sao đây là con cá chép? Tại vì đội trưởng kêu là con cá chép. Mỗi cá rồng đó là cá chép hóa rồng á hả? Đầu khóm chút là nó chỉ 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 ra. Con cá chép đầu nào chỉ ra? Người ta nhớ con cá chép nó đầu chỉ chỉ ra mà ta. Đuôi khúc rồng, đuôi nào? Đuôi nó màu màu đỏ, màu trắng nó giống con rồng. Em con rồng màu gì? Em nằm mơ thấy con rồng đỏ cho một. Cảm ơn em. Đáp án cá chép hoàn toàn không chính xác một chút nào cả. Trả lại lại không? Tôm mới là đúng. Trời ơi. Nhưng mà hết giờ rồi ha. Trời ơi. Bùi Kiệm và Trịnh Hâm là hai nhân vật xuất hiện trong truyện thơ nào của Việt Nam? 15 giây bắt đầu. Cái này dàn lớp mai lịch sử nè. Việt Nam hả? Nhanh lên. Anh Tú sư học em giỏi rồi đúng không? Cái em như anh cũng đổi vắt. Cái gì? Cái giỏi lý em ạ. Cái đinh chiều. Cái con. Em biết. Thôi mỗi người ghi ý đại đi. Không biết rồi. Nhà thơ mà em không nhớ được cái tên. Đó là gì? Cuối cùng Nguyễn Đình Chiểu. Nguyễn Đình Chiểu chính xác. Em đi coi nhạc kịch cái này rồi. Đáp án của các bạn là không có. Truyền Kiều. Ừ, ừ hay không lắm. Phải chuyện ừ, Kiều. Kiều. Công nhận luôn á. Hi hi. Các bạn đều không có đáp án và đáp án chính xác của chương trình. Đây là hai nhân vật mà người ta ví von đó là học dở đó. Ừ. Là ngày hôm nay là ừ. Đó, Trịnh Hâm xuất hiện quá trời. Rồi Bùi Kiệm cũng xuất hiện nhiều nhỉ. Đây là hai nhân vật xuất hiện trong truyện thơ Lục Vân Tiên. Lục Vân Tiên hả? Nói ra thì trời ơi, đúng chưa? Mình nhớ đúng chưa? Nhưng các bạn phải nhớ thật là kỹ. Cá ngủ có nhắm mắt hay không? 15 giây, bắt đầu. Chị nghĩ vậy chị chưa bao giờ thấy. Năm. Ê, mình chỉ ghi khác được không? Đây, ghi. Thì... Mình em ghi khác được không? Tôi nghĩ các bạn cũng không biết đâu. Nhưng các bạn đang chơi chiến thuật có hoặc không đúng không ạ? Tại cái mắt cá của em là nó không nhắm rồi đó. Trời ơi, em bớt xàm. Chết rồi, chết rồi. Ủa, bên đây toàn là không thôi. Em nghi cứu cái cá mà. Tâm hiệp lực. Vì sao lại không? Thì con cá nó hình như là nó không có cái gì đó, cái gì để chớp đó, đúng rồi, không có cái chớp xuống để nó nhắm. Không, con cá sấu có. Cá sấu có nhưng mà nó không có cái chớp xuống. Nhưng mà chớp xuống là cái gì? Cái này gọi là cái gì? Mi mắt đó bà. Mi mắt à. Em chưa cắt mi, em không biết. Đáp án chính xác của chương trình là không nhắm mắt. Bởi vì nó không có mí mắt. Đúng rồi, làm về cá nha. Ở bên này thì có hai người trả lời đúng, hai người trả lời sai, mình được 2 điểm. Đúng là mỗi đội có những chiến thuật chơi rất khác nhau. Có đội theo phương châm đoàn kết đúng là đúng hết, sai là sai đều. Nhưng cũng có những đội an toàn trong những phương án lựa chọn. Hãy cùng chờ xem chúng ta sẽ được xem lại những tiết mục đặc biệt gì trong phần tiếp theo nha. Đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút quảng cáo. We'll be right back.
Quý vị và các bạn đang xem chương trình Bớt Thay Ẩn Danh. Và đây là lúc chúng ta cùng nhìn lại những tiết mục đặc sắc mà chương trình dành để thử thách các đội chơi. Đó không chỉ là những màn trình diễn nghệ thuật thuộc nhiều loại hình khác nhau, mà còn đòi hỏi người chơi khả năng quan sát và ghi nhớ dù là những chi tiết nhỏ nhất. Hãy cùng xem lại những màn biểu diễn và sự xuất sắc của các đội chơi trong phần thi Nhanh Tay Lẹ Mắt. Sẽ là tiết mục đến từ đoàn Lô Tô Tân Thời. Xin mời. Bảo Quân, năm lần bảy lượt anh đi đứng thế nào mà cứ ngã vào tim em. Ngã sao mà áo rách đường ta, hay là để đó về nhà em khâu. Khâu tình, khâu nghĩa một khung, khâu luôn hai đứa về chung một nhà. Chiều thừa mai giá nghề em chính là Kim. Người ta thường nói rằng tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Em đẹp phần sơn, tốt luôn phần gỗ. Mặt em vừa phẳng vừa hoa, nhưng em vẫn mọc đúng không cả nhà? Dễ thương chưa? Đẹp mà ác, người ta gọi là hồng nhan họa thủy. À, xấu mà ác, người ta gọi là phù thủy hiện hình. Trời ơi, riêng em đây mặt thủy tinh mà thân hình thủy điện, một kết cấu toàn diện như thủy tạ đầm sen. Em là đại diện cho thủy. Thủy là ai? Quả đâu, quả đâu, quả đâu? Kim một thủy rồi. Quả, quả ra nè. Người ta thường nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Anh thương em chỉ lén nhìn qua, thương cho bếp lửa thăng hồng, cho tay em ấm, cho lòng anh say. Và anh đây là đại diện cho hỏa. Trời đã nắng, không biết lúc nào mưa. Anh đang say nắng, em có người yêu chưa? Người ta hay nói không có tiền thì cạp đất mà ăn, nhưng em đừng lo, em cũng đừng lo. Dù cho mưa gió ào ào, về đây có nắng, có nhà, có anh. Anh chính là thổ. Em học tỷ quả thổ. Em học tỷ quả thổ. Vâng, và ngay từ bây giờ, dòng lỗi đầu tiên của đoàn Lô Tô Tân Thời xin được phép bắt đầu. Số gì đây, con số gì đây, số gì đây, con số gì đây? Chị em ơi, mùa xuân, mùa xuân nào, lại nữa mùa xuân nữa nè. Đâu đến làm em hết hồn. 34 hậu với má. Trời đất ơi. Tết 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 đến rồi. Tết 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 đến rồi. Tết 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 đến rồi. Tết đến trong tim mọi người. Một ngày Tết vô xa đông vui, người đi thăm đi diễn đi chơi, người lo đi mùa sắm Tết, người sang hương đi lễ chùa. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, một năm thêm sung túc an vui. Người nông dân thêm lúa thóc, người thương gia mau phát tài. 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, có mấy gì ra, mấy gì ra? Năm gì ra, năm gì ra, năm gì ra? Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên. Và em đã biết thương nhớ, biết sao nè. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn, và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt này. Để rồi đắm say, để rồi ngất ngây. 57, 57, có 57, 57. Số chị đây, có mấy chị đây, có mấy chị đây mày? Chị đây, có mấy chị đây mày? Chị ra xuân về tôi hát khúc dân ca, chúc cho sớm làng cô bác gần xa. Sao nữa? Nơi vui ruộng lúa hê hê, cây trái miệt vườn tươi tốt xum xuê. Xuân này tôi chúc
chúng cho xuôi gia, chú hai phát tài nhờ nuôi cá ba xa. Vì năm cũng chúng mấy mùa tôm, mua đất xây thêm nhà kết tình mà thông gia là con số ba. Con số ba thì còn ai rồi, tôi hàng ai rồi. Con số ba con số ba, con số ba mấy gì đã. Xuân đã về cầu chúng cho khắp muôn nhà hạnh phúc ấm no. Chúc mong bà mạnh khỏe sống lâu, anh chị em tiếu thương quanh năm, lòng phúc an khang phát tài. Xin nguyện cầu quyền ương sớm xe duyên lành, lứa đôi sum dậy trọn tình với nhau, duyên tình kết duyên 60 nguyên. Con 60, con 60, con 60. Con 60, con 60, con 60, con 60. Số gì đây, con số gì đây, số gì đây, số gì đây. Số gì đây, con số gì đây. Số gì nè. Số gì. Quên rồi. Số cây ấy. Số gì nhớ cây em ơi. Số gì đây, con số gì đây. Số gì đây. Số gì vậy. Anh trai đừng có giữa cổ. Còn số 1. Còn số 1 gặp. Đảng hậu. Đảng hậu chứ má. Đảng hậu gì đâu. Đảng hậu. Xuân xuân ơi, xuân đã về. Ngày Tết. Ngày Tết sao? Ngày Tết. Ngày Tết sao? Thì ngày Tết là mùa xuân. Sao? Thì mùa xuân là ngày Tết Tết. Sao? Là ngày Tết Việt Nam. Con 18. Trời ơi. Con 18. Con 18. Có ai đợi chưa? Chưa. Đợi hàng mấy? Sao chưa ai đợi hết vậy nè? Hàng 4, hàng 3, hàng 4, hàng 3 em kêu hàng 2. Trời ơi. Mày gì đã? Mày gì đã? Mày gì đã? Mày gì đã? Mày gì? Dạ. Rồi bây giờ coi tù mấy đứa. Ngồi xuống đi mấy đứa coi lương. Dạ thưa bà. Chuyện gì? Bà ơi, tôi là một kẻ. Kẻ gì? Một kẻ từ xa xôi dữ lắm, đạp xương hàng đội gió tuyết trở về đây. Ông đạp xương hàng gió tuyết trở về đây. Đúng rồi. Gồm có rửa giò chưa? Thế chàng chưa rửa. Chưa rửa, chưa rửa, chút xíu nữa rửa. Rồi dỡ về đây để làm gì? Để kể cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện gì? Chuyện của ai? Chuyện đau thương của một người con gái. Xin lỗi ông, tôi không phải là con gái. Trời ơi, sổ cốt liền. Vậy em là con gì? Tôi là đàn bà. Hèn chi. Rồi sao? Đêm hôm qua tôi có về ngang chốn họ hẹn cũ. Rồi sao nữa? Thì tôi mới hay rằng. Chuyện gì? Tôi mới hay rằng. Chuyện gì? Bà đã đẻ một bầy con. Chuyện bình thường mà cha. Nhưng mà sao em nói với anh là em chưa có chồng? Ông đừng có làm cho tôi bàng hoàng nữa. Đi đi. Bà. Bà ơi, tôi sẽ ra đi để đưa tiền một mùa thu vào trong giấc mơ buồn. Bà. Rồi có một ngày nào bà dừng chân nơi quán lạ, xin bà ấy dừng lại đây phút giây hoài niệm kẻ đăng trình. 29, 29, 29, 29. Cái đầu tóc kìa. Hai đứa con nhau cái đó cũng là một cái câu hỏi đó. Cái câu hỏi hai chữ. Rồi xong luôn. Bên đây hai chữ. Một bên hai chữ, một hồi bên kia cũng có. Đâu bên kia còn hết. Hai chữ kìa, con bé hai chữ. Đúng rồi. Một bên hai chữ, bên một chữ. Không, cả hai bên, còn bên kia cũng có luôn. Đêm nay nghe tiếng mưa, con ngồi đây nhớ mẹ. Ở quê nhà, thương mẹ già trông ngóng đứa con xa. Tuổi 13 con phải xa gia đình, coi cô thân một mình nơi xứ lạ. Đêm nay nghe tiếng mưa, lòng còn sang nước mắt.
nỡ. Tuổi thân con thơ nó đói biết nhớ ai. Đời nỗi trói đau biết ngăn ngày mai. Nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ là. Trang phục của hai bé lớn là caro bên này, nhỏ là caro bên này. Hai cái caro bên bên trái mà còn lại bên phải á. Sông dài cá lội biển tâm, phải duyên chồng vợ ngàn năm vẫn chờ. Chiều chiều xuống đứng bên dòng sông, trong dòng nước trôi lững lờ con nước, chẳng ai đã quên ai rồi. Trong nước con sông dài cá lội biệt tâm. Duyên xưa như nước trôi qua cầu. Nén, làm gì mà sáng giờ cái mặt mày bí xị vậy con? Thì tại má không hết trơn đó chứ tại ai nữa. Má kêu á đi coi mắt em lành, xong bây giờ á hả, bác hai giận, dẫn lượm lên Sài Gòn gả chồng rồi đó. Mà ai nói với mày? Nghe thím Hai Nhất nói á. Mẹ Hai Nhất đàn bà gái gì mà nhiều chuyện như quỷ. Nè, má nói cho con nghe nè, cha Hai Tất thương nhỏ dữ lắm, không có tiền dễ giàu gì bị gả nhỏ đi xa đâu. Mai mốt cũng đem nhỏ về với con à. Mà con không biết đâu, mai mốt á mà lượm không về á con chết cho má coi đó. Thôi đừng có nói gỡ như vậy. Tin má, mai mốt con lượm nó cũng về với con à. Rồi má hứa là lượm về nha. Con mẹ Hai Nhất á nhiều chuyện như quỷ gì đó. Tôi nấu cơm xong rồi tôi qua bên nhà tôi giả tét mỏ cho coi nè. Nè, lo dọn dẹp quét nhà cho má. Má vô nấu cơm cho ăn nha. Dạ. Lượm ơi, giờ em đang ở đâu? Anh nhớ em nhiều dữ lắm Lượm ơi. Lượm. Anh Niễn ơi. Anh Niễn ơi không biết đâu. Lượm. Em giận rồi đó. Giận cái gì? Cái gì mà vừa đi vừa khóc vậy? Qua đây nói cho anh nghe coi. Sao? Em giận anh rồi. Anh không có thương em. Anh không thương em? Mà ai nói là anh không thương em? Thì anh gạt em, anh không thương em, anh mới đi coi mắt cô lành đó. Trời ơi, đi coi mắt cô lành á là má kêu anh đi coi mắt vậy thôi chứ anh đâu có thương gì cổ đâu. Thôi đi à, anh coi mắt cổ xong rồi rồi anh cưới cổ luôn chứ đâu à. Khổ quá, anh nói thiệt là anh chỉ cưới mình em thôi. Bây giờ nè, anh muốn em tin anh phải không? Thì anh phải thề đi, anh thề đi em mới tin anh đó. Thề. Rồi bây giờ anh thề với em luôn nha Lượm ha. Mai mốt á mà anh mà có thay lòng đổi dạ thì anh sẽ anh sẽ làm sao? Thì anh sẽ già xấu như ma lên.
anh sẽ không bao giờ, anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy cô tiên trắng trong ngoan hiền mà đêm ngày xuyến sao lòng anh. Thôi đi Hà, tin anh đi. Cứ thẹn vậy hoài thì khổ ghê. Lời thề nghe hoài sao mà khôn ghê. Không tin anh chung tình vì anh đã bỏ rơi em. Tuy đôi mắt em như vậy nhưng anh đừng nghĩ em không nhìn ra. Anh không dối em bao giờ, em đừng nghi ngờ. Nhói đau lòng anh. Thôi đi, em không có tin anh đâu anh Điển. Anh gạt em hoài, em giận anh. Em giận anh rồi em không có tin không anh đâu. Không có mà, không có gạt mà nói người ta gạt hoài. Lượm ơi, đi từ từ có chừng té em ơi lượm. Thiệt đó, tại má không luôn đó. Thiệt khổ. Lượm ơi, lượm. Good Hà. Lượm. Trời ơi. Lượm. Điển. Rồi nãy giờ em làm cái gì vậy? Tên nãy này. Giờ làm bộ giận anh đó. Coi anh có thương em không? Trời chứ ơi. Sao giận anh Niễn của em được? Vậy mà nãy giờ em làm anh buồn hết sức luôn vậy đó. Anh Niễn nè. Sao? Anh Niễn ơi anh có biết hay không? Em thương anh nhiều lắm nên giả bộ giận hờn anh đó. Trời ơi. Nên em mới thử giả anh thôi. Nhưng giờ đây em đã biết lòng anh thương em rồi. Thiệt là tình á. Vậy mà nãy giờ anh cứ tưởng em giận anh. Nãy giờ anh khóc bù la bù lu luôn á. Anh Điển. Sao? Tiếng của em nói với em một chuyện. Gì? Em nói anh nghe nè. À chuyện này nè anh ơi. Tiếng sẽ đưa em lên Sài Gòn để trị cho đôi mắt của em. Trời đất ơi. Nên hèn chi em đẹp quá trời. Em là tiên nữ của lòng anh. Anh không muốn em đi chữa mắt nữa mà. Niễn, tự nhiên cái này là anh ta vậy? Em biết rồi nè. Anh sợ em trị đôi mắt sáng rồi nhìn thấy cô lành của anh phải không? Không phải vậy đâu Lượm à. Anh đó. Lượm. Anh ích kỷ. Lượm. Anh muốn em mù hoài. Em ghét anh. Em ghét anh lắm. Lượm. Lượm ơi không phải gì đâu Lượm. Lượm ơi em hiểu lầm anh rồi Lượm ơi. Lượm. Gió lại cành cây nhang lòng. Ai buồn cao heo khôn. Sông dài cá lội biệt tâm. Em còn mong đợi người dân. Lớn. Lớn. Sông dài cá lội biệt tâm. Em còn mong đợi người dân. Điện. Má. Má ơi. Má thương con. Má hãy tội nguyện giùm cho con nha má. Con làm cái gì vậy con? Má ơi. Khi em lượm chữa mắt về thì em lượm sẽ đẹp lắm.
Con má ơi, con khổ quá má ơi. Má lại bảo chồng mình ơi. Con đi đâu? Con bỏ má tao con. Con không thể nào ở lại được má ơi. Điện ơi, má Điện ơi, Điện. Điện ơi. Sông dài cá lội biệt tâm, phải duyên chồng vợ, phải duyên chồng vợ thì ngàn năm dần chờ. Tôi thì anh đành chờ em nơi cõi xa mờ, anh chẳng xưa nay cam đành lẻ bóng, nhung nhớ dâng đầy cho tiếng nấc dây quanh. Mà ơi, khi em lượm về đây chắc em sẽ khóc nhiều lắm. Mai dỗ về và ru em ngủ thay con. Con sẽ ra đi mang theo mối tình tuyệt vọng, ở lại làm chi gieo khổ cho ai người. Con đi đâu hả con? Con Để... đi em ơi. Liễu. Rồi con bỏ má lại sống một mình sao đây con? Ở lại với má đi con. Anh Niễn ơi. Anh Niễn ơi. Anh Niễn ơi, em về rồi nè anh Niễn ơi. Bác ơi, anh Niễn đâu rồi bác? À, con sáng mắt rồi nè, con mong gặp ảnh quá trời à. Ảnh đâu rồi bác? Anh Niễn đâu rồi? Anh Niễn nó... Bác chỉ lẹ đi, con muốn kiếm ảnh á. Ảnh đâu rồi bác? Đó kìa. Anh Niễn. Anh Niễn sao? Con... hát câu âu ơn nhớ nhau, chim chiều lẻ bạc mình ơn em còn mong đợi người. Dài cả đôi biệt tâm, phải duyên chồng vợ. Niễn ơi, dần chờ ngàn năm. Niễn ơi, anh Niễn. Hãy cùng đến với những thử thách đồng đội để cùng xem lại những khoảnh khắc cười ra nước mắt khi cả đội tham gia trò chơi. Và bây giờ, đừng rời màn hình, cùng nghỉ giải lao trong ít phút trước khi đến với phần tiếp theo. Quý vị và các bạn đang trở lại với Bất Thầy Ẩn Danh. Ngay sau đây sẽ là những hình ảnh tổng hợp của các đội chơi khi tham gia vào những thử thách đồng đội khác nhau. Có một điểm thú vị trong phần thi này đó là không biết trước được điều gì. Có những đội thành viên cao to lực lưỡng nhưng khi vào thử thách thì mắt mờ tay rung. Hãy cùng xem các đội đã vượt qua thử thách bằng cách nào. 3 phút 1, 2, 3, bắt đầu. Ok, lấy trước nè, xong tới Kim Cương nha. Rồi, Kim tay nào giữ nguyên tay đó nha, không di chuyển. Để Hà trả chưa? Rồi, không đổi tay nha. Rồi,
Kim Anh dẻo dai anh quá. Rồi. 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 Từ từ thôi, từ từ thôi. Rồi, được rồi. Xuống. Được. Ê, từ từ nha, em không có thấy đường. Rồi, cứ xuống thấp đi là rồi giờ. Rồi. Rồi, đi. Rồi, chạy đi. Được. Rồi, Cường quăng đi. Hay quá Cường ơi. Từ từ ơi, từ từ ơi. Thôi, không được nổi tay, không được nổi tay nha. Rồi chưa? Rồi chưa? Rồi đi đi đi. Hỏi. Đây nhiệm gì gặp chơi. Rồi như cũ chạy lấy trước, chạy lấy trước. Thấp thấp trên nước kèm, bắn kèm lắm nè. Go. Từ thôi. Rồi giữ chắc 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 nhanh em ơi. Rồi rồi đi đi đi. Để ta chạy 1 phút 40 giây. Đây hay vậy. Đúng rồi. Rồi. Rồi, nhìn từ từ thôi nha mọi người. Đó, đúng rồi. Yeah. Ồ, nhiều quá rồi. Ok chưa? Vô. Rồi, rồi, đi, 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 rồi, lấy đi. Rồi. Đi. Bên này, bên này, bên này, bên này. Cứ bình tĩnh mà làm thôi. Từ từ nha. Rồi, đi, đi. Rồi, go. Kẹp, kẹp, chặt, kẹp, chặt tay bên này. Rồi, chặt vô, chặt vô Kim Anh. Lỏng tay bây giờ. Bình tĩnh, coi chừng xúc cái tay ra. Rồi. Từ từ, rồi, lướt xuống nè, lướt xuống. Rồi, từ từ nha, từ từ. Rồi, chậm tay, chậm tay. Rồi. Go lên. Zin ơi. Trời ơi, anh nè. Zin ơi. Ơi quá dây đáng lên không được đúng rồi đi 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 nghĩ là nghĩ nghĩ hai một hai một hết giờ hay quá trời mệt lắm luôn á trời. Đây là thành quả của đội số 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 quả bành. Nhiều nhờ. Rất nhiều từ khóa như sau. Đừng cho ai xoay lại nha. Chúng ta còn tới 25 giây lận. Năng khiếu ha, vẻ đẹp dở ha. Minh Tùng dơ nhanh đấy. Ê ê ê ê. 5 xem đi. Không nhìn thấy cái gì cả. Rồi, xoay, vẽ. Tóm lại là cứ cố gắng vẽ, nhưng mà làm sao mà. Cái này khó chị. Cái này, cái từ này khó. Quá khó, cái này quá khó. Thắng hay không, không phải là do cái người đầu tiên vẽ đẹp hay không, mà do những người ở phía trong có vẽ đúng hay không. Không vẽ đúng hay không. Ai thấy gì đâu. Hết giờ, tiếp tục. Ôi trời ơi. Từ để ta thấy nè. Em đã cho bạn khán giả tiếp xem. Em đã khoe khán giả là em vẽ đẹp không khán giả. Mười giây. Nè cho ngắm nè. Chết rồi. Em nhìn thấy sao em cover lại. Nó chỉ có hai từ, một là hoa hồng, hai là bông hồng. Thì sẽ đoán nó là hoa hồng. Hoa hồng là chính xác chứ. Anh em bé đẹp hơn anh đấy. Được quá, bắt đầu. Trời ơi khó. Nhìn sâu trong đôi mắt quá người dễ luôn. Cái từ kia khó quá. Có vẽ ra chả đọc ra, khó lắm. Gì vậy ta? Cái gì vậy ta? Chơi ăn gian vậy ta? Chơi anh trừ lại đi anh, chơi anh trừ lại đi anh. Rồi, em phải chơi chị diễn lại. Rồi, chị rồi. Không bao giờ nhìn luôn. Thiệt không? Ê. Chuyển. Hết giờ rồi. Nhớ rồi, nha, chơi. Nhớ nha. 30 giây bắt đầu. Em biết cái đó là cái gì rồi. Lại. Nhớ con số nha. Chị Yến bên đây. Bây giờ cho chị dự đoán luôn á, cái từ khóa này là từ khóa gì? Liên quan tới cái gì? Hả? Chị có thể ca dao tục ngữ. Ca dao tục ngữ đúng không? Maybe. Không phải, là một từ khóa nhanh thôi. Nhanh lên, nhanh lên.
liên quan đấy. Do you wanna build a snowman? Hết giờ chuyển. Hằng ơi, à, tôi hả? Đằng sau quay. Ê, ngon à. Trời ơi trời à. Rồi, 30 giây bắt đầu. Bóng rơi được liền luôn. Biết là thua rồi đó. Nhanh ơi, khổ không nhanh? Không được trả lời. Ồ. Có khó không? Ồ. Tự dưng có con ó nó kêu là sao rồi? Em có được nói gì không mọi người? Không. Được. 3, 2, 1. Xin mời chị Yến đằng sau quay để xem. Em nghĩ là chị Yến đoán được. Dễ mà. Dễ lắm chị Yến ơi, cái này em cũng đoán được nữa. Thôi. Từ khóa này là thôi. Từ khóa gì? Ba từ à? Trông thì giống con sâu này. Trời đất ơi. Thế rồi sao thằng mẹ nào lại ra con sâu đi? Không phải con sâu đâu. Ai không thằng nói, anh sao rồi? Anh Dương. Cái này giống có hai thứ. Một là chơi bowling, hai là búp bê Nga, cái con búp bê gỗ. Rất giống luôn, búp bê Nga. Chị chốt cái nào? Chị chốt búp bê Nga, búp bê gỗ, lồng nhiều con với nhau. Hoàn toàn chính xác. Yeah. 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 Trước khi cùng nhau xem lại những phần tranh luận sôi nổi và bình chọn nhiều bất ngờ, chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút nha. Một điều đặc biệt là đến với chương trình, những người chơi dù có thân thiết đến mấy thì cũng sẽ bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau, bởi vì người ẩn danh sẽ có những cách giấu mình rất tinh vi và gây nhiễu thông tin để có thể ẩn mình đến cuối chương trình và giành trọn giải thưởng. Ngược lại, những người truy tìm cũng rất tinh ý để nhận biết những lập luận từ những người xung quanh là thật hay đang tung hỏa mù. Chỉ cần một lời nói, một hành động ngẫu nhiên sẽ có thể làm xáo trộn những suy nghĩ và làm dấy lên những nghi ngờ, đề phòng và phán xét lẫn nhau. Hãy cùng nhìn lại những bàn lập luận cớn não và cả sự hóa thân ngoan mục của những nghệ sĩ khách mời. Tại sao chúng tôi phải tin anh? Mời anh Aki Đa Phan. Ban đầu Aki bóc là Aki bóc được là người truy tìm, nên bởi vì Aki mới muốn biết được là dữ liệu để mình thắng và đội Aki lúc nào cũng ra. Aki cũng cho anh em để biết cái ấy để đội mình thắng. Mấu chốt để cuối cùng để Aki khẳng định nữa, khi chơi trò chơi tại sao anh Tài anh lại làm hết đổ hết những cái trái banh, trong khi đội mình ai cũng cố gắng hết đó, mà anh Tài giống như anh phá game. Cảnh không muốn đội mình biết được, anh né được cái một phía là 4 người rồi. Bây giờ nếu như mà mọi người nói đúng vậy, anh tin mọi người thì anh sẽ khẳng định anh bình chọn. Bây giờ cảm ơn anh Đa Phan. Cho Tài nói. Mời anh Tài nha. Tài sẽ không biện luận nữa. Mọi người hãy đảo chiều sang về Aki đi, tại vì Aki luôn tìm ra dữ liệu là tại vì sao? Tại vì á Aki biết cái dữ liệu nó như thế nào để Aki chối bỏ mình là một thẻ ăn giặt. Đến bây giờ ấy, em loại hết tất cả và một người duy nhất theo tất cả các gợi ý là chỉ có Nhi. Lúc đầu Nhi đã lôi kéo em. Em nói là cho em vô đi, nhưng mà Nhi không cho vô luôn. Nhi cho Nhung vô. Đó, xong rồi cái tất cả các dữ liệu là bây giờ là em chỉ có nghĩ là Nhi thôi. Em ý kiến được không? Ý kiến này. Lúc nãy em nói với anh, với mọi người là bên đội của anh đang chơi bùng binh, nhưng mà em không có nói là Thảo Nhi. Em tin Thảo Nhi. Chỉ còn hai người còn lại, áo xanh lá cây hoặc là xanh dương. Không hề, trời ơi Mia ơi, loại hết rồi đó. Em mới vừa suy nghĩ ra một cái này nha. Tại sao không phải là anh Linh Ly? Chị cũng đang nói. Không, nhưng mà em không nghĩ là anh Linh Ly là phải luôn. Em tức lên nhưng mà không phải là em. Em lừa Linh từ đầu tới cuối, trời ơi. Nãy giờ em thấy Linh Ly diễn giả, em tức cái lồng ngực em quá. Tức cái lồng ngực quá đúng không? Anh là một thầy ẩn danh. Từ đầu tới cái vòng thứ 3 anh vẫn rất là bình thường. Tới cái vòng này anh dãy nảy lên anh đi kia nọ tại không mọi người. Không phải không. Em phải hiểu là khi mà Linh đã qua tất cả các dữ liệu, mình đã loại hết tất cả và chỉ còn duy nhất một người. Còn okay, Linh với cả Nhi là đó. Không được đưa. Vừa nãy Linh đã nói là đúng ok rồi. Đưa Linh vào cũng được, nhưng mà Nhi không đưa. Tức là Nhi đã lấy lòng tin của Linh từ đầu tới cuối không luôn. Không phải, vậy sao Nhi không lấy lòng ra được cái cuối cùng. Tôi xin có một ý kiến nhỏ này. Nếu như các bạn ai cũng đổi thừa là các bạn không phải là bậc thầy ẩn danh, vậy các bạn quên luôn cái cục các bạn đang cầm hồi lúc đầu mình đưa hả? Đúng. Đúng không? Nếu mà cái vụ mà quên đi chức vụ là cái vụ này căng lắm đó nha. Vậy là các bạn đang nói dối. Hôm đầu tiên đội của Trương Thảo Nhi nhận được gợi ý
đó chính là loại trừ ra hai thành viên của đội bạn, hai thành viên của đội Bảo Cun. Ai được loại trừ giơ tay? Anh Hoàng Mèo là 1, Vicky Nhung là 2. Bên đội của Bảo Cun, ai là người được loại trừ? Bảo Cun và chị Trâm. Ok. Đến với gợi ý số 2, ai là người được loại trừ tiếp theo? Minh Hồng đi xa quá. Chúng ta còn lại 3 cái tên: Mia, Trương Thảo Nhi và Linh Lì. Em nói cho nó xong luôn này. Sau cái sự kiện cuối cùng thì là em đọc là 4 cái chữ đầu là ẩn danh đội 2, suy ra là Mia bị loại luôn, em chỉ còn Nhi. Và bây giờ em không nói nữa và cũng không muốn nói nhiều nữa, em muốn xong. Cảm ơn em. Rồi, mời Nhi. Nói chung là em không nói nữa đâu, bây giờ tại vì mọi người đã suy nghĩ về em thì mọi người cứ việc ghi em. Bắt đầu. Em có thể hỏi luôn sự kiện cuối là gì không? Nói chung loại được nốt anh Gin, có nghĩa là trong team 2 không có người ẩn danh. Đội số 2 đang có Kim An, có Liz Kim Cương, có Jay và có Gin Tuấn Kiệt. Gin Tuấn Kiệt. Mỗi thôi là đúng rồi. Bên team anh Quý và Nicky. Quý hoặc Nicky thôi. Vậy anh Quý có lời gì để nói không ạ? À? Không, em có một điều để nói này. Tại vì là nào em... thành thật trước Bình Minh thành đi. Thành thật là em là người truy tìm và... Với tại sao em lại bây giờ em biện luận nhá, tùy mọi người nghĩ nào cũng được, nhưng mà em nhìn anh Quý rất là nhiều lần rồi. Nếu mà anh Quý chơi ấy, bình thường ấy, anh Quý mà là người truy tìm ấy, có nghĩa là anh vô thưởng vô phạt, thành ra rất là càng ngày càng xông xáo, càng ngày càng nói, nhưng mà lúc đầu anh ấy nói rất nhiều và lúc sau thì anh ấy nói ít. Nằm xuống để em quan sát tất cả mọi người thôi, và lúc đầu khi mà trước khi có cái dự kiện thứ ba thì em có thêm một cái option bên phía bên cánh tay này của em, đội số 2. Yes, nhưng mà sau khi nghe được cái dự kiện thứ ba thì em khẳng định luôn. Nicky. Không, thật ra là bây giờ chỉ còn em với anh nữa thôi. Cho Minh Dù hỏi Kiều, bây giờ hồi nãy giờ những cái dự kiện vừa rồi á, em thống nhất, thống kê mắc xích như thế nào rồi? Lúc đầu là loại trừ ở bên đội của đội số 2 rồi, thì em lại nghĩ về đội của em rất là nhiều. Mà Ricky thì thật ra là tung hỏi mù nhiều nhất cũng là Ricky, nhưng mà người em nghi ngờ lại là Quý. Tại vì sao? Ricky thì em nghĩ là sẽ là dấu chấm hỏi. Nếu như mà chọn Ricky đó thì cũng sẽ rơi vào cái trường hợp đó. Dấu chấm hỏi là ba người này. Dấu chấm hỏi là bên phát nói là bên đây rồi. Thì đó đúng là thì ban đầu của em cũng giống như là anh Kiều vậy đó. Nghĩa là có thể là Ricky sẽ là dấu người quấy rối nè. Còn Quý sẽ là người ẩn danh. Đó, nhưng mà đã loại được rồi, tức là chỉ còn một trong hai người này là người ẩn danh thôi, còn người quấy rối là chắc chắn là bên đội của em rồi. Thì bây giờ còn hai người là em với anh Quý, mà em là người truy tìm rồi, suy ra là em biết chắc chắn là nãy giờ Quý. Em cứ khẳng định em là người truy tìm hoài, và từ đầu á là Nicky cứ là em biết là ai rồi để tung hỏa mù tất cả mọi người đấy. Thường tâm lý khi mà mình ẩn là hay nói ra vậy lắm. Anh có biết là tại sao khi mà ở trong team á, khi mà em bảo biết rồi, em chỉ nhìn vào hai người này thôi, em không nhìn vào anh, chỉ đơn giản là em muốn tránh ánh mắt của anh thôi. Cái dự kiện cuối cùng của em á đó là ca sĩ. Như ở đây ai cũng là ca sĩ trừ Công Vinh Lâm. Trước tiên á là em phải hỏi bên đội này có chịu chia sẻ mật thư vòng thứ ba không nữa. Bây giờ chúng ta đang chơi cá nhân, không còn chơi tập thể nữa, các bạn cứ thoải mái. Cái dữ liệu mà vòng thứ hai thì bên team của Hai nhận được đó chính là team của đội đối phương hãy ghi tên 3 người, nếu mà có người ẩn danh trong đó chương trình trả lời là có. Và khi đó em đã ghi tên là Tùng Maru, chị Yuri và anh Tùng Kinh Lâm. Còn một trong ba người này chắc chắn sẽ có là người ẩn danh là ai? Mà lại là ca sĩ. Mà là ca sĩ nữa. Mà lại là ca sĩ nữa thì bây giờ chúng ta khoanh vùng lại. Còn hai người. Mọi người ơi, em là rapper mọi người ạ. À? Em là rapper hả? Nhưng dạ. Em trong nhóm nhạc thì tính em là ca sĩ chứ. Chính xác, Tùng Kinh là ca sĩ luôn. Thôi không sao, không sao. Không sao, em vẫn có hai phiếu bầu. Mọi người ơi, mọi người có thể ý kiến gì không ạ? Mời Tôn Kinh Lâm trước. Mà anh Tôn Kinh Lâm đó giờ cứ từng đi ca hát với anh. Không em, anh hỏi là diễn viên đúng không em? À diễn viên nhờ không. Thực ra thì cái dữ liệu hồi nãy ca sĩ thì riêng Lâm thì ở đây thì tất cả mọi người đều là ca sĩ, riêng Lâm là diễn viên rồi. Lâm chỉ muốn hỏi là hồi nãy là bên bạn cái dữ liệu hỏi, của em hỏi bên đúng bên rồi. Bên team của Lâm là đúng rồi, là ba người, nếu mà trong đó người ẩn danh chương trình sẽ trả lời là có, và em đã ghi tên anh, chị Yuri và Tùng Maru là một trong ba người, có một người là bậc thầy ẩn danh, chỉ có thể là khoanh vùng được hai người trong team của Lâm thôi. Em có một ý kiến như này, cái phần chơi đầu tiên, cái lúc mà mình trao đổi mật thư với nhau á, em tưởng là cái mật thư kia là trong nhóm không có người ẩn danh, thì em có truy hô xíu mà và em thấy có hai người ngồi rất là im, đó là anh Tùng Lâm và chị Yuri. Thì anh Tùng Lâm thì không phải là ca sĩ rồi, thì em sẽ hướng cái mũi dùi của em vào Yuri. Nhưng mà cũng không loại trừ bạn cũng là một trong những bậc thầy ẩn danh. Em nghĩ nếu mà em là bậc thầy ẩn danh á,
hơi vấp hả? Dạ. Nếu mà em là một thầy ẩn danh, vâng, thì em đã giấu cái tình tiết ca sĩ đi rồi. Nhưng nếu như mình đang muốn chống chế điều gì, mình cũng có thể lập luận khác là ô tôi là rapper mà. Nếu như vậy thì quá rõ ràng đúng không ạ? Trong quả cầu từ đầu mình nhận đó, quả cầu đó có vai trò của từng người chơi. Thì em xin hỏi là chị Yuri là trong quả cầu đó ghi gì ạ? Quả cầu nào em? Quả cầu mà đầu tiên chị được. À hay. Quả cầu mà chị nhận được ghi tên gì ạ? Quả cầu đó thì ghi cái không, cái quả cầu đầu tiên mà mình nhận đó chị. Quả cầu nhận là mỗi người một con, nhận một quả cầu là có một cái. Cái đó làm sao không, mà nói được chứ? Không, không được nói được. Để hay là người trí tìm hoặc là người ứng danh chúng ta là... có hai cái. Anh lại nói được đừng. Cái cơ hội cuối cùng để chị cứu lại tất cả mọi thứ. Chị nói là trong cái cầu của chị là ghi cái gì trong đó? Hay quá. Trời ơi. Mọi người ơi, quả cầu của mọi người ghi cái trong đó. 1 2 3 người truy tìm. Đúng rồi. Ủa chị cũng là người truy tìm thôi. Yeah. Yeah. Khi mọi nào mà bậc thầy khi nào luôn luôn nói như vậy. Những gợi ý của chương trình là chắc chắn là luôn luôn đúng. Đó, nhưng có những chương trình đã đúng bình chọn hoàn toàn sai với 7 người còn lại chỉ mũi dùi vô một người không anh chị, đó là yeah. Cái đó là chương trình đó thôi, còn chương trình này là khác anh. Mọi dạ, người đừng để cho Tùng Maru đánh lừa. Tùng Maru con mắt như vậy đó, nhưng mà Tùng Maru nhìn rất là ghê. Mọi người, dự kiện nãy giờ chương trình đưa ra nó là 60%, câu hỏi cuối cùng của Han nó đã là 40% còn lại rồi. Cái câu hỏi mà nhìn thấy gì trong quả cầu đó nó đã là 40% còn lại rồi. Thế nhưng mình dù nghĩ rằng là cái số lượng bình chọn nó cũng rất là quan trọng. Bởi vì hiện nay Tùng Maru nằm trong viện tình nghi nhưng có tới 2 sự bình chọn. Và Vũ Thảo My cũng có 2 sự bình chọn nãy giờ không hề lên tiếng một tí nào. Chắc có thể là đang ghi chép lại giống như cô thư ký đang report một cuộc họp. Dạ, không biết là Vũ Thảo My em đang có ý kiến gì không ạ? Em thì khoanh vùng chỉ có 2 người thôi. Nhưng mà vừa nãy cái câu hỏi mà khi mà Han hỏi chị Yuri á là quả cầu chị ghi cái gì, thì em để thấy chị lại rất là ấp úng. Chị không biết không, là chị lên lúc mà mọi người, cái lúc mà mọi người nói là người truy tìm thì chị cũng ra nói đồng thanh mọi người là người truy tìm, và anh Minh Sầu đều thấy mà. Không, ý em là trước đó, trước lúc mà mọi người đồng thanh lên người truy tìm á, thì em thấy chị hơi ấp úng, cho nên là em nghĩ là nói chung là mọi người. Ê, em đang theo mọi giải thích người cho mọi người tại sao mọi người sao không hiểu. Tại vì á, tất cả những quả cầu của những người truy tìm đều có chữ người truy tìm trong đó, chỉ trừ cái người ẩn danh là sẽ có chữ ẩn danh thôi, nên là người ẩn danh sẽ không biết được là cái chữ kia là chữ gì. chúng ta vẫn còn có Nguyên à? Còn anh. Không, thực ra là em không có chơi. Em là thư ký của chị thư ký Thảo My. Cứ mọi người thư ký, em là thư ký của thư ký à? Mọi người cứ đưa ra quyết định rồi chia tiền cho em này rồi. Để công bằng nhất cho tất cả những người đang trong vị tình nghi, họ sẽ nói lên một cái điều gì đó nữa để có thể là lập luận để phản biện cho bản thân mình. Trước tiên mời Tùng. Em nghĩ là em nằm ngoài diện tình nghi rồi. Cảm ơn em, không muốn nói gì nữa. Yuri. Nói chung là mọi người nếu cứ chọn cái cách mà mọi người suy nghĩ đi, em không nói gì thêm. Vâng, hãy cứ làm theo cách mọi người suy nghĩ đi. Chương trình Bậc Thầy Ẩn Danh luôn luôn cho 2 sự gợi ý dành cho tất cả mọi người. Bởi vì không thể nào mà chỉ đích danh được cái nhân vật đó là ai. Như vậy thì quá đơn giản đúng không ạ? Và hãy suy nghĩ thật là kỹ. Em cũng đang hơi nghi nghi anh Tùng. Bởi vì làm sao, bởi vì lúc nãy chưa kịp nói gì mà anh Tùng anh đã phản biện quá trời phản biện luôn á. Nhiều khi thực ra anh Tùng không phải, nhưng mà cái cách mà anh Tùng anh thể hiện ra ấy ạ, nó lại làm cho người khác bị đổ dồn nghi ngờ vào. Bởi vì là anh ấy phản biện quá là nhiều, mà cái cách phản biện nó rất là mạnh mẽ. Thật ra thì em vẫn nghiêng về là em vô chị Yuri, nhưng mà kiểu sao nhở, nhưng mà cái cách mà anh Tùng làm như thế em lại cảm thấy hơi nghi nghi chút nhẹ. Phải tin vào cái trực giác của mình nha. Khi mà bên Lâm đã có được cái gợi ý thứ ba ca sĩ thì cùng một cái cùng chị qua em rapper đây nè, chắc là bà này rồi. Tại vì thực sự là ngay từ cái đoạn mà bên này nhận được cái gợi ý á, là em đã đoán được là cái gợi ý với bên này là cái gì rồi. Em chỉ không đoán được là bên này hỏi là bên team của mình hay là bên đây thôi. Thì cái lúc mà em nhận được gợi ý là ca sĩ thì em mới kêu là em là rapper. Anh có nhớ là em có nói với anh á là cái gợi ý bên này nè, nếu mà hỏi bên mình á thì dễ, là tại vì em xác định là Yuri rồi. Còn hỏi bên đây mới khó, tại bên đây còn tới Dương này, My này, 2 người ca sĩ lận. Không, để em nói cho mọi người nghe về cái việc mà ca sĩ và rapper nha. Thực sự ra trong một nhóm nhạc, khi mà Tùng hát lên, đúng là Tùng là rapper, nhưng Tùng có thể hát và em cũng vậy luôn. Em là ca sĩ và em cũng là rapper luôn, và em cũng có rap trong bài hát, bài nhạc của em luôn. Vẫn là ca sĩ. Đã qua 13 số phát sóng với 13 bậc thầy ẩn danh được các nghệ sĩ hóa thân, mỗi người một chiến thuật chơi khác nhau. Có người bình tĩnh lập luận, có người quan sát và tạo dựng sự tin tưởng từ những người xung quanh. Bên cạnh đó, những người truy tìm cũng rất nhạy bén trong việc quan sát để tìm ra đâu là bậc thầy ẩn danh. Hành trình đi tìm bậc thầy ẩn danh vẫn sẽ tiếp tục vào khung giờ quen thuộc của chúng ta.
19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Hy vọng rằng chương trình vẫn tiếp tục nhận được sự yêu thương của quý vị khán giả. Chương trình Bậc Thầy Ẩn Danh do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần sau.